Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa tầm ngắn vào hôm 23 tháng 3. Đây là thông báo được các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đưa ra vào sáng hôm nay 24 tháng 3. Đây được cho là động thái tương đối nhẹ nhàng giữa lúc Bình Nhưỡng đang vận động để được nới lỏng trừng phạt. Vụ phóng tên lửa được tiến hành sau khi Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản hồi trước những động thái ngoại giao liên tiếp của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ giữa tháng 2 vừa qua. Khi được hỏi về phản ứng sau vụ phóng này, ông Joe Biden khẳng định động thái trên không làm thay đổi chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hồi đầu tháng này đã khiến cho Triều Tiên không hài lòng, dù quy mô đã được thu nhỏ thành các cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính. Một nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên hồi tuần trước cho biết nước này sẽ không bao giờ trả lời các tuyên bố ngoại giao của Mỹ cho đến khi Washington từ bỏ các chính sách thù địch và trừng phạt. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố là đảng Likud của ông cùng cánh hữu đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội của nước này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các cuộc thăm dò bên ngoài các điểm bỏ phiếu cho thấy đảng Likud có thể giành được từ 31 đến 33 trong tổng số 120 ghế của quốc hội khóa mới, không đủ 61 ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ mới. Điều này đồng nghĩa là con đường duy nhất của ông Netanyahu là đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp. Đây là cuộc bầu cử quốc hội thứ tư trong vòng chưa đầy 2 năm qua tại Israel. Sự kiện này được coi là một cuộc trưng cầu ý dân đối với ông Netanyahu, vị thủ tướng tại vị lâu nhất ở Israel và đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, uy tín của thủ tướng Netanyahu gia tăng trở lại nhờ cách thức ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng và việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế xã hội ngay trước khi diễn ra bầu cử. Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu cũng đang được công chúng Israel ủng hộ trong việc từng bước cải thiện mối quan hệ với thế giới Ả Rập thời gian qua, theo đó nâng cao vị thế của Israel trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Ngày hôm nay, khoảng 6 triệu cử tri Israel đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội khóa 24 với 120 ghế thành viên. Đây là cuộc bầu cử quốc hội thứ tư trong vòng 2 năm qua tại quốc gia này. Năm nay, do dịch COVID-19, các cuộc vận động diễn ra theo hình thức trực tuyến và qua truyền thông, mạng xã hội. Các cử tri đi bỏ phiếu cũng phải thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội để phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Một trong những đảng lớn nhất tại Israel và cũng là đảng được dự báo sẽ có số ghế nhiều nhất trong quốc hội khóa mới, chính là đảng Likud của đương kim Thủ tướng Netanyahu. Với khẩu hiệu quốc gia tiêm chủng hay đưa xã hội Israel sống lại, ông Netanyahu đang chứng tỏ ông là nhà lãnh đạo duy nhất tại Israel có thể triển khai việc tiêm chủng cho người dân nhanh vậy, với những hợp đồng vaccine cùng chính sách tiêm chủng quyết liệt. Những lời kêu gọi đó thực tế đã giúp Israel trở thành quốc gia đi đầu thế giới trong việc tiêm chủng vaccine. Ngừa COVID-19. Cuộc sống của người dân đang trở lại bình thường. Thay vì bất bình với chính sách chống dịch, phong tỏa và hạn chế đi lại trước đây, một bộ phận người dân Israel đang hài lòng với chiến dịch tiêm chủng được bắt đầu từ khá sớm và đang đạt được những thành công. Bản thân tôi đánh giá rất cao Thủ tướng Netanyahu vì ông ấy đã làm mọi thứ cho chúng tôi. Ông ấy đang cứu chúng tôi. Những gì ông ấy đã làm khi thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine là tuyệt vời, cũng như các mối quan hệ với Trung Đông. Ngay từ đầu, Thủ tướng Netanyahu đã thúc đẩy việc tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna, và hiện thì Israel đang dẫn đầu thế giới về chiến dịch tiêm chủng. Chúng tôi rất hài lòng về việc đó. Theo các cuộc khảo sát của giới truyền thông Israel, trước chiến dịch tiêm chủng, khoảng 60% người dân không hài lòng với Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, con số này giờ đây chỉ là 40% hoặc thấp hơn. Do vậy, Thủ tướng Israel cũng đang phải đối mặt với những thách thức nhất định, trong đó đặc biệt là việc ông sẽ tiếp tục phải hầu tòa vào tháng 4 tới trước những cáo buộc tham nhũng lạm quyền. Tuy nhiên, mới đây ông đã tự tin tuyên bố sẽ chiến thắng trước cuộc săn phù thủy đang nhắm vào ông. Ngoài ra, dự kiến sẽ có một bộ phận không nhỏ người Israel không ủng hộ ông chỉ vì họ muốn có một sự đổi mới. Theo các kết quả khảo sát, dự kiến kết quả cuộc bầu cử lần này sẽ không khác ba cuộc bầu cử gần nhất, với việc không đảng nào sẽ giành được đa số 61 ghế trong quốc hội và các đảng giành được sự ủng hộ lớn sẽ lại phải mất một thời gian đàm phán để thành lập chính phủ liên minh với những nhượng bộ chính sách lẫn nhau, hoặc nếu không, họ sẽ lại phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử chóng vánh khác. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 22 tháng 3 rằng Mỹ đã từ chối lời đề xuất của Tổng thống Nga Putin về việc tiến hành một cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden, đồng thời cho rằng động thái từ phía Mỹ đã cản trở nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Trước đó, vào hôm 17 tháng 3, trong cuộc trả lời phỏng vấn với ABC News, khi được hỏi liệu có nghĩ Tổng thống Putin giết người không, Tổng thống Biden đã trả lời có. Giận dữ trước bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ,
Điện Kremlin đề nghị ông Biden tiến hành một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin trước công chúng dưới hình thức tranh luận trực tiếp. Đáp lại, Nhà Trắng cho biết Mỹ chưa có kế hoạch về một cuộc đối thoại với Tổng thống Nga và hiện tại ông Biden khá bận rộn. Tháng này, Mỹ cũng cảnh báo sẽ trừng phạt Nga sau khi Washington cáo buộc Moscow can thiệp vào bầu cử Mỹ và đứng sau vụ tấn công mạng Solovay. Bộ Ngoại giao Nga và Điện Kremlin hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Ngày 22 tháng 3, Thái Lan đã bắt đầu quá trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 do nước này phát triển trên các tình nguyện viên. Dự kiến loại vaccine nội địa Thái Lan sẽ được sử dụng vào đầu năm tới nếu quá trình thử nghiệm được diễn ra theo đúng kế hoạch. Loại vaccine nội địa của Thái Lan được phát triển bởi Cơ quan Dược phẩm Chính phủ Thái Lan phối hợp cùng Khoa Y học nhiệt đới thuộc Trường Đại học Mahidol và một tổ chức phi chính phủ Mỹ. Theo kế hoạch, sẽ có 460.000 tình nguyện viên được lựa chọn để tham gia quá trình thử nghiệm, trong đó có 210 người sẽ tham gia trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới và kết quả thử nghiệm sẽ được công bố vào cuối năm nay. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng việc sớm có vaccine COVID-19 tự sản xuất sẽ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ tự do trong việc quản lý vaccine từ đầu đến cuối quá trình sản xuất. Đây không phải là chuyển giao công nghệ, mà chúng tôi đang xây dựng công nghệ để nâng cao khả năng phát triển vaccine cũng như hệ thống y tế công cộng của Thái Lan. Một loại vaccine nội địa khác của Thái Lan được phát triển bởi Đại học Chulalongkorn sử dụng công nghệ mRNA dự kiến cũng sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm trên người. Chính phủ Thái Lan đang đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 50% dân số trưởng thành vào cuối năm nay với 61 triệu liều vaccine của AstraZeneca sẽ được sản xuất tại Thái Lan từ tháng 6 tới. Lễ khởi động chương trình đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam vừa diễn ra tại Sydney, Australia. Cuộc đối thoại năm nay sẽ tuyển chọn 20 bạn trẻ ở hai nước để tham gia chương trình ở cả hai bên nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tăng cường hợp tác giữa Australia và Việt Nam. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin. Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam được thành lập vào năm 2016 nhằm tạo sân chơi để các bạn trẻ hai nước cùng ngồi lại với nhau thảo luận về các vấn đề quan tâm, qua đó tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai nước. Bắt đầu từ hôm qua, đối thoại sẽ bắt đầu nhận hồ sơ để tìm kiếm 20 nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc và có mong muốn đóng góp vào nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ của hai nước và thúc đẩy hành trình lãnh đạo của bản thân để tham gia vào chương trình năm nay. Trong bài phát biểu tuyên bố khai mạc sự kiện, Thống đốc bang New South Wales, bà Margaret Billay khẳng định, đối thoại lãnh đạo Australia-Việt Nam năm nay sẽ thúc đẩy sự đổi mới và quan hệ đối tác dẫn dắt sự tái sinh sau đại dịch, bao gồm cả trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh và cộng đồng. Tham dự buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales Trịnh Đức Hải khẳng định, đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam có vai trò quan trọng đối với quan hệ song phương giữa hai nước. Năm nay, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành và Đại sứ Australia tại Việt Nam đã được mời làm cố vấn của chương trình. Sáng nay tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới với kích thước nhỏ gọn hơn, hình thức đẹp hơn bằng với kích thước thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng thương mại. Đảm bảo thuận tiện khi cất giữ, bảo quản trong ví, hạn chế các trường hợp bị mất, hỏng thẻ. Bảo hiểm y tế mới, giấy của thẻ bảo hiểm cũng dày hơn và được ép plastic để tăng độ bền, độ cứng, đáp ứng được yêu cầu sử dụng lâu dài. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế mới cho những người dân bị mất, bị hỏng hoặc rách thẻ cũ, sau đó sẽ cấp mẫu thẻ mới dần thay thế cho các thẻ cũ hết hạn. Những người dân có nhu cầu đổi sớm sang thẻ mới cũng có thể đến cơ quan bảo hiểm y tế các địa phương trên toàn quốc. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng tạp chí Bất động sản Việt Nam vừa công bố danh sách 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2020, trong đó Sunshine Group hoạt động tại nhiều lĩnh vực như là bất động sản, tài chính, công nghệ, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghiệp, truyền hình, giải trí, thương mại và dịch vụ. Sunshine Group đang từng bước khẳng định mình và nâng cao vị thế, phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam. Với lĩnh vực mũi nhọn là bất động sản, các dự án do tập đoàn này làm chủ đầu tư đều thuộc dòng cao cấp, sở hữu vị trí đắc địa, độc đáo trong kiến trúc và xây dựng, đảm bảo chất lượng sống cao nhất cho cư dân, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng cho các đối tác thông qua các thiết kế sang trọng, lịch sự, tạo dấu ấn thẩm mỹ riêng. Đặc biệt với những dự án chuẩn xanh, thông minh, đắt giá, đến nay Sunshine Group cũng là doanh nghiệp bất động sản tiên phong đưa ứng dụng công nghệ đỉnh cao để phục vụ cư dân, đem cách mạng công nghiệp 4.0 vào thị trường địa ốc Việt Nam, đáp ứng xu thế toàn cầu. Sách trẻ, người bạn đồng hành của đông đảo những người yêu sách, yêu văn hóa đọc trên mọi miền đất nước vừa tròn 40 năm phát triển.
Nhân dịp này, một chuỗi các hoạt động kỷ niệm đã và đang được diễn ra như là chương trình Đại sứ trẻ, chương trình Tháng 3 sách trẻ, triển lãm hành trình sách trẻ 40 năm tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Tiền thân là nhà xuất bản Măng Non, sau đó chuyển sang doanh nghiệp nhà nước. Sách trẻ luôn được coi là một trong số các đơn vị đi đầu trong việc thực hiện các tủ sách lịch sử chính trị có giá trị cao như Hỏi đáp về lịch sử Việt Nam, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, Đáp lời sông núi, Võ Nguyên Giáp, Người yêu nước, vân vân. Đặc biệt nhất phải kể đến tủ sách Di sản Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh tác phẩm đã được bạn đọc đón nhận mạnh mẽ và bền bỉ qua nhiều năm tháng.